Minasan konnichiwa, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một món ăn mà mình rất thích, đó chính là chuối nướng mỡ hành. Chuối nướng mỡ hành là một trong những món ăn độc đáo và gần như là đặc sản của người dân miền Tây. Trái chuối xiêm vừa chín tới, nướng ngon, nóng hỏi, thêm một tí mỡ hành vừa béo của dầu ăn. Món ăn được thưởng thức vào mùa mưa là ngon khỏi bàn. Cách làm thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn loại trái chuối xứ ta, trái không chín mà cũng không quá non, loại chuối già vừa lột vỏ là ngon nhất. Tiếp theo, đem chuối ra nướng trên than. Muốn chuối ngon thì trái chuối nướng phải được chở đều và không được cháy đen. Chuối nướng chín khi mà màu hơi vàng, da hơi khô, nóng, ruột mềm và không chát. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu làm mỡ hành. Cho hành lá cắt nhỏ vào chén cùng với đường, muối và dầu nóng đổ vào chén hành trộn đều. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần cắt chuối thành từng khúc hoặc cắt một đường dọc theo thân chuối rồi cho mỡ hành vào, ăn rất nóng và ngon, vị ngọt và mặn, béo của mỡ hành, dẻo của chuối, ăn là ghiền. Chuối nướng mỡ hành là một món ăn khá phổ biến và cũng rất dân dã của dân miền Tây Nam Bộ. Có một vài nơi thì chuối nướng xong thì người ta sẽ đem ép rồi cho mỡ hành lên. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan arigato gozaimasu.